Những phút đầu tiên, City Wing ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng. Rất tích cực luôn, chuyển bóng vào, đó là cú ném tầm trung chính xác của Hasan Thomas. Hệ thống thủ dồn của City Wing giờ là một tình huống ném nhanh và rất chính xác của Nguyễn Tiến Dương. Tiến Dương xin bóng, thêm một cú ném xa của Tiến Dương và lại chính xác. Back to back free dành cho Dương Đại Bàng. Maurice Gordon, Nguyễn Thanh Tùng xin bóng ở góc không độ và đó là cú ném chính xác của Thanh Tùng. Sự yểm trợ từ Đinh Tiến Công. Hasan Thomas chỉ việc đối đầu với Thanh Tùng mà thôi. Thêm một cú ném xa của Tiến Dương và thực sự là Tiến Dương đang quá hot hand. Ấn tượng với màn trình diễn của Tiến Dương. Assist hay của Hasan Thomas, chưa có điểm cho Hasan. Đúng là chưa có điểm cho Peterson nhưng có tình huống bù rổ của Hasan Thomas. Khoảng trống quá lớn cho Hasan Thomas ở góc top và được kỳ. Còn với lần này đã có điểm cho Sonic sau một tình huống midway dẫn trước với khoảng cách lên tới 10 điểm. Không ai cản được Đinh Tiến Công. Toàn bộ các thủ City Wing dường như là David Peterson. N1 dành cho Peterson. Cầu thủ cơ hội dành cho City Wing là đây. Còn Wicks vượt qua được cả Môn Dông và Hasan Thomas. Hasan Thomas catch and shoot rất nhanh. Cú ném xa chính xác của Hasan. Nguyễn vượt qua được Thanh Tùng. Một tình huống úp rổ cho Rốt Môn Nhồng. Cội fast break dành cho Buffalo. Caleb Nguyễn có hai điểm đầu tiên của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Chuyển tới đội bóng trong thủ đô. Vừa rồi thì Môn Nhồng đã không thành công cả hai cú ném phạt. Hai điểm dành cho Trần Đăng Khoa. Hình ảnh vừa rồi cũng đại diện cho một City Wing bết bát ở trong hiệp 1. Môn Dông for the slam, không phải là một tình huống gõ bảng thôi. Đó là tình huống mà Bùi Anh Khoa đã có cơ hội để dứt điểm bên phía City Wing. Vừa rồi thì đã thêm 2 điểm đang bằng với thành tích của Tiến Dương. Son Rick, một tình huống phối hợp. Bùi Anh Khoa, Hasan Thomas không thể block. Hasan Thomas for the slam. Quá đơn giản. Thì mà theo kèm Hasan Thomas chỉ là một loco. Ngay lập tức là Đinh Tiến Công wide open. Và có 3 điểm dành cho Công Đình. Bùi Anh Khoa. Tới tay của Maurice Gordon. Tận dụng chiều cao và xải tay. Maurice hơi cá nhân. Vẫn có điểm cho anh. Chuyền bóng hay của Peterson. Hai điểm dành cho Đức Kiên. Đường kiến tạo xuất sắc của Peterson. Cầu thủ có chỉ số assist tốt nhất tại VBA mùa này. Thêm một cú úp rổ nữa dành cho Maurice Gordon. Tiến Dương. Tiến Dương đã bị kèm sát, không có cơ hội để ném ba cho anh. Nhưng Tiến Dương vẫn có assist cho Đức Kiên. Nhưng anh vẫn đưa được bóng tới tay của Hasan Thomas. Tiến Dương xin bóng wide open và Tiến Dương for the three. Rick Gordon bị đắp bốn tim tới tay của Son Rick. Móc rổ hay của Bùi Anh Khoa để đòi hỏi anh ném xa chính xác. Ném phạt còn không được, làm sao mà ném ba được. Và Son Rick tiếp tục phải một lần nữa. Trong vòng vây của ba cầu thủ Hà Nội Buffalo. Tình huống xoay. Maurice Gordon. Và trận 45 độ. Trận hôm nay ném ba rất tệ. Ngay sau đó là tình huống sửa sang dây cho đợt tấn công này của City Wing. Còn Vick dễ dàng vượt qua được Tô Ngọc Khánh.
Đi vào tấn công dành cho Hasan Thomas. Block của Son Brix, vẫn là Hasan Thomas, không kích ra cho đồng đội. Hasan Thomas quyết tâm ghi 2 điểm và anh có 2 điểm cho mình. Chris Gordon có the slam. Tấn công là Moon Young. Cú đá bóng quá hay. Lập tức là lời đáp trả. Porter mang về 2 điểm cho. Chuyền bóng hay của tiến công và for the slam dành cho Hasan. Bóng phát break dành cho City Wing. Đây là Tuấn nhỏ. Xử lý bình tĩnh lừa qua được hạng Devin Peterson. Hai turnover liên tiếp của châu thủ đô. Son Wick rất đồng đội đưa bóng cho Khoa Trần. Khi mà Maurice Gordon và Son Wick đã đi. Tiếp tục là Tuấn nhỏ góc không độ. Lần này thì là cú ném sọt rổ của Nguyễn Hoàng Tuấn. Đang là Nha Trang Dolphin. Giành chiến thắng 113-81 trước Hà Nội Buffalo. Buffalo đang trên con đường để phát vừa làm. Buffalo vẫn còn cơ hội để vượt qua mốc 113 điểm của Dolphin. Bóng rơi vào tay của Son Wick. Mùng nhồng không thủ giác. Tuấn nhỏ. Đây là Khoa Trần. Chuyền bóng hay của Trần Đăng Khoa. Hiện tại không bỏ lỡ món quà của người đồng đội. Hasan Thomas xoay người. 2 điểm dành cho Hasan. Thứ 23 cho Hà Sàn. Thế sao tình huống tấn công vừa rồi cũng là hay. Dễ dàng có 2 điểm. Không hiểu các cầu thủ City Wing vừa làm gì. Họ gần như đứng giạt ra. Quyết định để cho Peterson có một highlight. Hai cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Bóng tới tay của Môn Nhường for the slam. Bóng hay của Đăng Khoa. Block của Môn Dông. Sau đó thì anh đã phạm lỗi và end one dành cho Maurice Gordon. Không phải úp rổ. Quan trọng là Môn Dông có điểm và end one. Wide open dành cho Đinh Tiến Công và for the three. Công ném xa 2/2. Chuyển bóng hay của Khoa Trần. Tập ném với hiệu quả rất cao đang được Buffalo thể hiện tại nhà thi đấu Tây Hồ. Maurice Gordon ném tầm trung, ném thiếu tay. And one dành cho Maurice Gordon. Tiến Dương tiếp tục chính xác, thêm một cú ném hoàn hảo nữa của Tiến. Chuyển bóng hay của hiện tại. 2 điểm dành cho Khoa Trận. Có bảng khá đầy cảm giác. Họ không còn thi đấu với 100% phong độ. Chuyển bóng hay của Maurice Gordon dành cho Khoa Trận. Son Wick. 3 điểm tính dành cho Son Wick. Tào Đà Nà. Huấn luyện viên trưởng của City Wing. Hasan Thomas lừa được Son Wick và hắn như là không biết chơi đồng đội. Anh chơi bóng rổ đơn nam hay sao vậy? Và cứ đồng đội như Peterson vừa rồi. Của Son Wick chỉ là 40% mà thôi. Cú ném sọt rổ của Đinh Tiến Công từ góc 3 mốc 10 điểm. Cả 5 cầu thủ đánh chính của Buffalo đều đã ghi được trên 10 điểm. Son Wick có một cú ném sạc. Son Wick thi đấu đồng đội ở lần này. Và anh giúp cho Maurice Gordon có 2 điểm. Có 28 điểm, kém 4 điểm so với Son Wick. Jimmy Nguyễn catch and shoot và có 3 điểm cho Jimmy Nguyễn. Hasan Thomas. Jimmy Nguyễn đưa bóng tới tay của Caleb Nguyễn. Cộng 1 assist cho Jimmy và cộng 2 điểm cho Caleb Nguyễn. Nhưng họ đã để mất bóng. Có úp rổ tới từ Caleb Nguyễn. Khoảng 3 giây sẽ phải ném thật nhanh. Cũng có 3 điểm cho City Wing
Như vậy là trận đấu đã khép lại. Một chiến thắng vô cùng ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Erik Rashard. Buffalo hủy diệt đối thủ với tỷ số 102-79.